Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh công nghệ của Laptop TC. Mình là Đại Công Nghệ. Mình là Cường Bi. Và chúng ta sẽ đến với những cái câu hỏi rất là hay trong số hỏi đáp lần này nhá. Chúng ta đến với câu hỏi: sao mình dùng 9320 không được 12 tiếng vậy? Setup như nào thì được 12 tiếng vậy ạ? À, cái này thực ra là mọi người đang chưa hiểu về cái vấn đề gọi là quảng cáo của hãng. Thực ra là cái vấn đề sử dụng 12 tiếng ấy là hãng người ta sử dụng ở cái mức độ pin, gọi là tiết kiệm pin. Và cái thứ hai là cái điều kiện môi trường của người ta sử dụng ở trong điều kiện phòng điều hòa chẳng hạn. Đó, bật điều hòa rất là mát. Và cái thứ ba là người ta mở cái tab, người ta chỉ mở một tab thôi. Ví dụ là tab nghe nhạc hoặc là tab web xem phim. Nhưng ở cái mức độ sáng vừa phải, tức là khi mà các bạn sử dụng vào buổi tối chẳng hạn ấy, sử dụng vào đêm, mức độ sáng chỉ khoảng tầm từ 25-50% thôi, hoặc là 75% là căng thôi, chứ không phải độ sáng màn hình 100%, thì cái thời lượng pin của nó sẽ sử dụng được lên tới 12 tiếng. Đó là cách mà nhà sản xuất người ta nói ra, và đó cũng là cách mà bên mình có thử test. Và cái thời lượng pin đấy nó sẽ chỉ dao động khoảng tầm là từ 8-12 tiếng, chứ không nói chính xác là 12 tiếng hoặc là hơn nhé các bạn nhé. Vậy nên mà việc mà để mà đòi hỏi sử dụng được đúng 12 tiếng thì cái này là bạn phải điều chỉnh lại cái quá trình sử dụng, thì nó khả năng nó sẽ được. Khả năng là sẽ được thôi, còn thêm nữa thì em thấy là qua cái quá trình là con 9320 nó tầm ra mắt được khoảng hơn 5 này. Thì nó cũng sẽ có cái hiện tượng là bị chai pin đúng không ạ? Đúng. Không là nó cũng sẽ bị pin nó bị tù hao mòn. Hao mòn một chút rồi. Thì nó có thể là pin nó sẽ bị yếu hơn một chút. Còn đây thì bạn đang cũng chả bảo là đang cũng không bảo là được bao nhiêu tiếng, bảo chỉ được không được 12 tiếng như hãng quảng cáo thôi. Thì đấy cũng có thể là một nguyên nhân. Một câu hỏi rất là hay nhưng mà hơi lạc đề một chút là shop có sửa bàn phím cơ không? Bàn phím cơ thì bên mình có, nhưng là có bán mà lại còn sửa thì bên mình là không sửa. Kể cả như là các cái dòng sản phẩm mà khách hàng mua máy bên mình cũng thế. Khách mua máy thì bên mình có bảo hành thì cũng thay mới luôn, chứ không sửa lại cái phím cũ ở trên laptop. Vì khi mà sửa xong thì nó sẽ xảy ra cái tình trạng lỗi cũ, thì khách hàng thứ nhất là rất khó chịu, thứ hai là bên mình vẫn phải khắc phục. Nên là tốt nhất là bên mình thường thì sẽ là chọn phương án là thay phím mới. Còn những khách hàng mà bị lỗi phím chẳng hạn, khách không mua máy bên mình mà bị lỗi phím mà đến mà, thì bên mình có thể là tìm phương án xử lý và khắc phục hộ khách thôi. Chứ còn thường thì là sẽ đưa ra cho khách phương án là lựa chọn là thay thế để chúng ta có cái thời gian bảo hành lâu hơn này. Cái việc sử dụng nó cũng thoải mái hơn, nó không bị ảnh hưởng đến công việc của chúng ta. Nên cái phương án thay nó sẽ là tốt nhất. Còn phím cơ thì bên mình có bán nhé bạn nhé. Ok. Câu hỏi tiếp theo là máy Dell Ryzen 5540 chơi được Monster Hunter World không anh? Nếu mà nói về cấu hình chơi thì con Dell Ryzen 5540 là nó chơi thoải mái. Vì khi mà cái gọi là cái cấu hình cơ bản để chơi được cái game này ấy, thì cái CPU và cái hiệu năng của nó cũng yêu cầu rất là thấp thôi. Ví dụ như con 5540 này thì nó đang có cái hiệu năng CPU rất là cao. Chip của nó là chip H hệ thứ 9. Và cái card của nó là nó cũng là card đồ họa NVIDIA. Card rời. Nó cũng là card 4GB, cũng tương đối là mạnh. Mà trong khi cái cấu hình tối thiểu để chơi được cái game này thì nó chỉ cần yêu cầu card đồ họa 2GB hoặc là 3GB thôi là cũng chơi được rồi. Và cái CPU của nó cũng chỉ cần CPU khoảng tầm đầu 4, đầu 5 là cũng chơi được rồi. Trong khi con này nó là đầu 9 cơ. Vậy nên là việc mà sử dụng Dell Ryzen 5540 này để mà chơi game này thì mình nghĩ là chơi thoải mái nha bạn nhé. Đúng rồi. Để mà nói mà max setting và mượt thì mình không dám chắc, nhưng mà chơi thì chắc chắn là chơi được. Đúng rồi, như thế, tại vì người ta đưa ra cái mức setting nó chỉ là đầu 4 rồi, bây giờ mình tận là đầu 9. Trên 5 năm thì ít nhất là cũng phải chơi được, mở máy, mở game lên chơi mượt mà chứ đúng không ạ? Không thì hãng này hơi đùa. Chúng ta đến với câu hỏi là Dell Latitude 7400 nên mua Core i7 hay Core i5 vậy bạn? Thực ra thì cái việc Core i5 và Core i7 thì chúng ta sẽ có hai cái sự lựa chọn. Nếu mà cái công việc của bạn là công việc văn phòng cơ bản thôi thì chúng ta có thể sử dụng bản i5 cũng được. Vẫn có thể là nghe nhạc, lướt web, xem phim, giải trí, chơi game nhẹ cũng được. Còn nếu mà công việc của bạn là đa tác vụ hơn, cái tần suất làm việc nó lớn hơn, yêu cầu cao hơn, thì bạn có thể lấy bản i7 và lắp thêm RAM 16 nữa. Thì chúng ta cũng đã có một chiếc laptop có thể gọi là má chạm về cái hiệu năng của i7 và RAM 16, thì chúng ta cũng có thể sử dụng được nhiều tác vụ hơn. Vậy nên cái việc này thì sẽ phải tùy vào cái nhu cầu của bạn nữa. Cái nhu cầu của bạn sử dụng nhiều thì bạn sẽ phải lấy lên bản i7. Còn nếu mà chỉ dùng cơ bản thôi thì chúng ta cũng i5 là đủ dùng rồi. Không cần phải phí ngân sách để mà nâng lên i7 khi mà chúng ta không sử dụng được hết hiệu năng của nó. Nói nếu mà anh ví dụ mà chúng ta làm, ví dụ mở một file Word này, một file Excel, hoặc là mở thêm một file web, một trang web nữa, thì có phải lên i7 hay không? Không, cái đấy thì RAM 8GB với i5 là nó gần thoải mái rồi mà. Ok, thế là rõ ràng rồi nhá. Câu hỏi tiếp theo vẫn liên quan đến Dell Latitude 7400 này. Cho em hỏi con này 7400 có dùng được
AutoCAD và MLAB không ạ? À, đó, cái này thì lại có một chút có liên quan đến cái vấn đề, có thể là có liên quan đến i5-i7 vừa nãy đấy. Vì nếu mà bạn sử dụng AutoCAD và MLAB thì sẽ có thể dùng bản i5 và i7 đều được trong cái quá trình nếu mà bạn sử dụng chủ yếu với đồ họa 2D và bạn làm gọi là làm code ở trên đó thôi, làm lập trình ở trên đó thôi thì là thoải mái. Còn nếu mà bạn làm sử dụng vẽ 3D với cả kiểu như là dùng thêm về biểu đồ của MATLAB ấy thì mình nghĩ là cái việc sử dụng 7400 này nó sẽ hơi bị đuối và có thể là dẫn đến hiện tượng giật lag trong cái quá trình sử dụng vì nó không có các rời và cái CPU của nó cũng rất là yếu. Căn bản cái điện năng của nó ăn vào rất là ít, nó không thể tải được những cái đồ họa 3D này. Vậy nên nếu mà bạn muốn sử dụng cái MATLAB và cái AutoCAD này thì về cái quá trình sử dụng 3D thì chúng ta sẽ phải hướng sang những cái dòng như là Precision thì nó sẽ tốt hơn. Dòng Precision thì cũng có những cái dòng mỏng nhẹ như là dòng Dell Precision 5000 series từ 5510 cho tới 5560, 5680 đó thì nó cũng thoải mái để bạn mang đi mang lại dễ dàng mà. Căn bản cái ngân sách nó hơi cao thôi. Nếu mà chỉ có nhu cầu như ở đây rõ ràng là chỉ AutoCAD 2D thôi thì ok, và MATLAB ấy thì cơ bản nhá là cái phần mềm đấy nó ăn rất nhiều RAM các bạn ạ. Thì ít nhất i5 thì các bạn cũng phải đóng cho khoảng 16GB RAM hoặc là thậm chí lên 32GB RAM luôn thì chúng ta mới có thể làm được mượt mà đấy. Và một cái nữa là ổ cứng thì các bạn cũng cần phải là có ổ cứng ít nhất là 256GB và thậm chí là 512GB, tại vì cái mỗi cái MATLAB thì nó đã chiếm tận 60GB ổ cứng rồi các bạn ạ. Cho em hỏi là mua laptop gaming thì nên cân nhắc giữa Dell hay Lenovo ạ? Tầm giá từ 20 đến 25 triệu. Nếu mà tầm giá 25 triệu quay đầu thì mình nghĩ là bạn lấy sang cái dòng Lenovo, ví dụ như là Legion chẳng hạn, thì cái cấu hình của nó có thể nó sẽ chơi game ngon hơn và mượt mà hơn so với cùng cái tầm giá để mà lựa chọn sang Dell. Ví dụ như là lấy sang Dell thì bạn trong tầm giá 25 triệu chỉ lấy được khoảng tầm Dell gaming 5530 thôi. Còn lên tới 5540 thì cái giá của nó chênh hơn, nhưng cái cấu hình chưa chắc nó đã bằng cái cấu hình của con Legion 5 so với cái giá của con 5540. Đó, nói chung là tầm giá 25 triệu thì lựa chọn sang Lenovo, lựa chọn dòng Legion nó vẫn sẽ tốt hơn so với dòng Dell gaming. Cơ bản thì em thấy là trong hai cái thương hiệu này thì hai cái đều đắt, đúng không? Và thời điểm hiện tại thì những cái option các thứ dành cho Lenovo thì nó sẽ nhiều hơn so với Dell các bạn đúng ạ. Rồi, thằng Lenovo thì nó sẽ có thêm cái sự lựa chọn AMD nó rộng hơn so với thằng Dell. Thằng Dell thì nó chỉ có như kiểu bản 5525 thì may ra có được AMD thôi. Còn đâu hầu như là đều chọn Intel hết, mà cái bản Intel của nó thì rất là đắt. Kể cả về cái hỗ trợ hay là cộng đồng ấy thì bên laptop Lenovo nó vẫn làm tốt hơn, nó có hẳn nhiều cái hội nhóm hơn. Ok, và chúng ta đã đi hết tất cả những cái câu hỏi rất là thú vị trong ngày hôm nay rồi. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem video đến hết video này nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì hãy nhớ cho bọn mình một nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.